từ cái ăn cái mặc cái chơi và cái đẹp của thôn xóm thì tôi nghĩ là nó phải gấp hàng nghìn lần. Đúng là mười bấy nhiêu ngày nhưng mà nó có nhiều cái thay đổi rất là hùng tráng. Ấm no và hạnh phúc, và đúng là hạnh phúc thật chứ không phải là đà đạo nữa. Nhưng tôi là bây chỉ muốn là lâu già. Sướng sướng nó muốn sống cứ lâu mà sơ chị đến sơ chị đến đúng là thương. Bây giờ không muốn chết nữa thì mong sống. Nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa 10 đã ban hành nghị quyết số 26 NQTVK ngày 5 tháng 8 năm 2008 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân với 3 mục tiêu tổng quát, trong đó xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ, hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường. Đây là một cái nghị quyết rất trúng, rất đúng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Chính vì thế là nghị quyết được triển khai đi vào cuộc sống được sự đồng tình, ủng hộ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chưa có một chương trình nào lan tỏa nhanh chóng trở thành phong trào như nông thôn mới. Đó là nhờ tính dân chủ được phát huy, người dân đã hiểu rõ hơn về xây dựng nông thôn mới và khẳng định vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Họ hăng hái hiến đất làm đường, giao thông nông thôn, xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất giữa các nông hộ, đoàn kết xây dựng các mô hình nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương, góp phần thúc đẩy nông thôn mới đi vào thực chất. Đi đầu trong xây dựng nông thôn mới 8 năm qua, phải kể đến Hà Tĩnh. Sau giai đoạn 1 đạt nhiều thành công, bước sang giai đoạn 2, Hà Tĩnh đã chủ động bổ sung thêm vào tiêu chí số 20, xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, mỗi xã kiểu mẫu sẽ phải có 90% khu dân cư kiểu mẫu. Mỗi khu dân cư kiểu mẫu phải có 90% vườn hộ đạt tiêu chí vườn mẫu. Vườn mẫu phải được quy hoạch rõ nét. Đặc biệt, nó phải mang lại thu nhập cao gấp 4 đến 5 lần so với trồng lúa. Thu nhập ngay bài năm là nào là lạc, nào gà, nào là bò, nào là cây củi hoa quả đấy. Được, nhà này có được trên vài triệu, thế vài ông kêu bạc, thế ổi được hay 3 triệu. Cách một ngày đi thì được 800 rưỡi, là chắc mập. Riêng mướp không ấy? Chắc mập. Bởi vì suy cho cùng ấy, để nông thôn mới đạt kết quả, người dân hài lòng đó là đời sống vật chất và tinh thần của người dân là cái cốt lõi. Các bạn không nặng về xây dựng cơ bản, làm cả hệ thống đường giao thông, trường học, trạm xá vân vân lớn, mà các bạn đi từ kinh tế hộ, cải thiện trước hết là cải thiện cái cuộc sống trong nội bộ từng gia đình để làm thế nào nó nâng cao cuộc sống của từng hộ gia đình. Tôi thấy đây là một cách làm bền vững và cách đường đi đúng trong cái xây dựng nông thôn mới trong điều kiện hiện nay. Tất cả các tỉnh về căn cứ tình hình cụ thể của mình triển khai ngay, làm được đi đâu phù hợp với mình làm, không có chờ phải xin ý kiến ai cả. Những con kênh không rác, những đường quê rực rỡ hoa tại Nam Định. 8 năm xây dựng nông thôn mới, chỉ riêng xóm nhỏ này với 140 hộ dân nhưng đã đóng góp tới 6 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới của địa phương. Có những gia đình ủng hộ tới nửa tỷ đồng. Một trong những cái yếu tố thành công được ấy là cái chính là dân tin là ở cán bộ. Cán bộ cũng chẳng có chế độ gì cả. Ngoài đồng chí trưởng xóm với đồng chí bí thư ra, còn lại toàn là các đồng chí nhiệt tình xây dựng phong trào, ăn cơm nhà các tù hàng, tổng cũng nói ngày xưa đấy ạ. Mà đúng như thế, thế dân người ta thấm thía. Cái trước ban đầu làm thì cán bộ với dân dân là cũng khó khăn á. Gặp nhau thì nó thật chết đông được á. Nhưng đến nay thì gặp cán bộ thì họ mến thôi, họ thương thôi. Sau 8 năm triển khai chương trình nông thôn mới gắn với cơ cấu lại nông nghiệp, cơ cấu nông nghiệp đang chuyển sang nâng cao về chất lượng và giá trị, sản xuất theo nhu cầu thị trường, phát huy được thế mạnh đặc thù, đa dạng của ngành nông nghiệp Việt Nam. Nó một cái cuộc khó hẹn lịch sử mà chúng ta không tưởng được. Chính là cái tay cơ cấu vừa rồi nó gắn được với cái nông thôn mới.
sản xuất nông nghiệp liên tục phát triển, sản lượng và chất lượng nhiều loại nông sản hàng hóa tăng mạnh nhờ thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên 30 sản phẩm chủ lực, gồm sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực tỉnh và đặc sản địa phương. Ngày hôm kia thôi thì chúng tôi đã có cái suất đầu tiên về nhãn chín muộn đi Mỹ. Ở đây thì chúng ta từ vườn đi chỉ có 22.000 một kg thôi. Nhưng mà sang đến Mỹ là chúng ta 9-10 đô một bao, tức là nó cỡ khoảng độ gấp hơn 10 lần cái trong nước. Nhờ thay đổi tư duy sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ngành hàng gắn với biến đổi khí hậu mà xuất khẩu tăng mạnh, tạo nhiều việc làm và tăng thu nhập cho nông dân. Mục tiêu nghị quyết đặt ra là chúng ta cố gắng trong vòng 10 năm tăng 2,5 lần mức thu nhập người nông dân vùng nông thôn. Và nếu như năm 2018 chúng tôi ước nó sẽ vào khoảng con số 36 đến 37 triệu thì chúng ta gần đạt 4 lần. Năm nay tôi tính là 41 triệu với tôi tính là 20 rồi thu nhập. Có bài tính đó ra cụ thể thế. Đâu mình còn đâu người. Khu nhà lưới 1.000 m2 công nghệ cao của nhà ông Bình tại xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Toàn bộ vật tư, thiết bị, công nghệ trồng, chăm sóc, ngay cả giống dưa lưới ruột vàng này cũng được nhập trực tiếp từ Israel. Mỗi năm 2 đến 3 vụ dưa, được các siêu thị bao tiêu, ông Bình thu khoảng 450 triệu đồng. Thì một nhà này thì cũng từ 125 đến 150 triệu trên một lứa. Mà so với lúa thì một sào này thì một năm thì không thể. Còn đây là cơ sở nuôi tôm của doanh nghiệp thủy sản Dương Hùng tại tỉnh Bạc Liêu. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật nuôi siêu thâm canh, mỗi mét vuông mặt nước, cơ sở này có thể nuôi tới 1.000 con tôm mỗi năm. Tôi đi Sóc Trăng, tôi đi Bạc Liêu, tôi rất mừng. Ở Cà Mau, rất mừng là các ông chí nuôi tôm siêu thâm canh. Bên cạnh nuôi tôm truyền thống hết sức thành công, có doanh nghiệp là doanh thu thể đạt gần 1 tỷ đô la về tôm, lớn nhất thế giới. Khu ao nuôi của vua tôm Sáu Ngoãn nuôi tôm bằng phương pháp quảng canh, tôm của ông Ngoãn luôn có giá bán cao nhất ngay tại các thị trường Âu, Mỹ hay Nhật Bản. Bởi vì nuôi thưa cái sản lượng nó ít nhưng mà cái chất lượng nó cao. Chẳng hạn như tôm sú nè, mình thu được một tấn tôm mà 20 con một ký. Thì mình bán ra nó lời bằng 2-3 ký tôm mà mình nuôi dày mà cái size nhỏ 40-50 con ký. Liên tục đứng đầu thế giới về năng suất, sản lượng và giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích thả nuôi. Có thể nói tôm và cá tra 10 năm qua đã đưa vị thế nông sản Việt Nam lên hàng đầu thế giới. Làm gì có anh nào có 5.000 hecta cá tra, năng suất sản lượng 1,5 triệu tấn. Như năm nay sẽ cán đích vượt qua 3 tỷ đô la. Các mặt hàng cà phê, tiêu, điều, gạo và rau quả 10 năm qua cũng có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ về giá trị. Sản lượng và kim ngạch xuất khẩu luôn trong nhóm các nước đứng đầu thế giới. Là chúng ta tiếp tục trở thành một trong những quốc gia có sức sản xuất nông nghiệp rất lớn, đáp ứng cho nhu cầu của 100 triệu dân. Và chúng ta đã trở thành nước xuất khẩu nông sản thứ 15 trên thế giới. Và hàng nông sản Việt Nam đã đi được 180 quốc gia vùng lãnh thổ. Tôi nghĩ rằng đứng ngoài cuộc nhưng mà tôi vẫn có cái niềm tự hào. Một nền nông nghiệp như thế mà vượt qua được, mà đứng lên được với một cái sự đảm bảo cuộc sống của xã hội và xuất khẩu phát triển mạnh như thế. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản 10 năm giai đoạn 2008-2017 đạt hơn 261 tỷ đô la Mỹ, tăng bình quân 9,24% mỗi năm. Riêng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 36,6 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 20 tỷ đô la Mỹ so với năm 2008. Dự kiến năm 2018 này, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản sẽ đạt 40 tỷ đô la Mỹ. Công nghiệp, dịch vụ phát triển nhanh, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, đồng thời cũng góp phần thúc đẩy nông thôn mới tiến nhanh, tiến mạnh hơn. Hầu hết lao động khỏe mạnh ở nông thôn đều có việc làm, thu nhập. Có những thôn, xóm, 100% lao động chính vào làm tại các xí nghiệp, nhà máy. Riêng xóm tôi báo cáo với anh giờ là ngoài xảy ra khi công nghiệp đi hoạt động, nguyên là xảy ra khoảng 120 cháu. Bây giờ trong thu nhập một tháng ít nhất là 600 triệu. Rất là thích hợp. Năm 2010, khi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được phát động,
cả nước chưa có địa phương nào đạt chuẩn, nhưng có tới gần 4.000 xã dưới 5 tiêu chí, trong đó có hàng trăm xã trắng không đạt tiêu chí nào. 10 năm thực hiện nghị quyết 26 Trung ương 7 khóa 10 cũng là gần 8 năm xây dựng nông thôn mới và 5 năm bắt tay cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Đến hết quý 2 năm 2018, cả nước đã có 53 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có 3.370 xã, tức 37,76% trong tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Chia bình quân cả nước, mỗi xã đạt 14,26 tiêu chí. Mục tiêu đặt ra đến năm 2020, 50% số xã đạt chuẩn 19 tiêu chí. Thì báo cáo các đồng chí đến giờ phút này chúng ta năm nay sẽ vượt 40%. 2019 khả năng chúng ta cán đích 50%. Mục tiêu cốt lõi thứ hai của nghị quyết là đi trước rồi. Một cách khách quan nhất có thể nói, nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống, để làm chuyển mình nền nông nghiệp và phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi diện mạo nông thôn nước nhà theo hướng văn minh, giàu và đẹp hơn. Vai trò chủ thể của người nông dân ngày càng được khẳng định, cùng với đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận của người dân nông thôn được nâng lên. Giai đoạn 2 từ 2016 đến nay, bắt tay vào xây dựng nông thôn mới nâng cao, từ trung ương đến địa phương đã đẩy mạnh kiện toàn hệ thống, đổi mới cơ chế, chính sách, phân cấp công việc, khắc phục các bất cập của giai đoạn 1, ưu tiên nguồn lực cho các xã khó khăn, cơ chế đầu tư đặc thù đối với các công trình, dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục lấy sản xuất làm gốc, gắn chặt nông thôn mới với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao và xây dựng 3 nhóm sản phẩm chính của quốc gia, tỉnh và đặc sản làng xã. Là cái tổ chức sản xuất nông nghiệp được đổi mới mạnh mẽ, phù hợp hơn với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu sản xuất hàng hóa lớn và nâng cao tính cạnh tranh. Đặc biệt là hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến, bảo quản đến tiêu thụ sản phẩm. Mặc dù vậy, 10 năm thực hiện nghị quyết 26 và 8 năm cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Trong cái thành công chung thì cái tồn tại khuyết điểm còn lớn, đặc biệt trong chỉ đạo, trong điều hành thực hiện nghị quyết là số dân làm nông nghiệp còn quá cao. Năng suất lao động thấp của Việt Nam cũng từ đây chứ đâu. Mà thường thường các nước như Mỹ, như Nhật, như những nước phát triển thì cái lao động nông nghiệp 2-5% mà cao nhất đến 6%. Mình hiện nay còn 9-48%. Cũng còn khoảng 1/2 số hộ gia đình nông thôn vẫn không thể tiếp cận các dịch vụ ngân hàng và tín dụng phi chính thức. Chính vì thế mà các đồng chí nêu là cái tình trạng tín dụng đen vẫn còn xuất hiện ở nông thôn Việt Nam. Ta phải tiểu trừ cái này. Một mặt chúng ta nghiêm trị về pháp luật, nhưng mặt khác thì hệ thống ngân hàng tín dụng của chúng ta cần phải đẩy mạnh, bao phủ nhiều hơn. Trong sản xuất, tình trạng được mùa mất giá, mất mùa được giá còn xảy ra và lặp lại liên tục ở nhiều loại nông sản chính. Chất lượng nông sản còn thấp, phần lớn xuất khẩu thô, giá trị thấp. Cho nên có thể nói là thị trường, trước khi chúng ta đặt vấn đề sản xuất, dù thị trường trong nước hoặc thị trường ngoài nước, để đảm bảo hiệu quả nông nghiệp, để hạn chế tối đa cái gọi là người ta hay nêu được mùa rớt giá, được giá rớt mùa. Tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhiều năm ở mức báo động, ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng và phương hại đến uy tín nông sản Việt Nam xuất khẩu. Khu vực cánh đồng Trầm Bụa, xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Gần 10 hectare đất lúa của người dân ở đây đã được tỉnh Hà Nam thu hồi, giao cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Trung Đông, thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Trung Đông. Mức giá mà tỉnh Hà Nam đưa ra để thu hồi đất là 62 triệu đồng một sào. Với lý do là thu hồi đất để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo khoản 3 điều 62 luật đất đai năm 2013. Tuy nhiên, nhiều hộ dân bị thu hồi đất lại cho rằng
Đây là dự án bất động sản phân lô bán nền, nên người dân phải được thỏa thuận với doanh nghiệp về mức giá đền bù. Dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Trung Đông được triển khai vào đầu năm 2017 với quy mô diện tích khoảng 9,98 ha. Theo quy định của luật đất đai năm 2013, để dự án được triển khai, sẽ phải được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt trong danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam năm 2017. Tuy nhiên, trong tất cả các quyết định được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt trong năm 2016 đều không có tên dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở Trung Đông trong danh mục thu hồi và chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Nghi ngờ tính minh bạch của dự án, hơn 30 hộ dân ở xã Nhật Tân đã làm đơn kiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam. Thực tế, đây là câu chuyện xảy ra ở rất nhiều địa phương trên cả nước. Chúng ta đã chủ trương trái cơ cấu theo cơ chế thị trường, thì chính sách cũng phải theo cơ chế thị trường. Anh không thể chống lại được, tôi xin nói thế. Anh chống lại, anh hạn chế thôi, anh thúc đẩy cho. Chứ còn cơ chế đó, đất đai đã theo cơ chế thị trường chưa? Nguồn lực lớn nhất của nhà nước, nguồn lực lớn nhất của nông dân. Mà theo cái quyết định thu hồi, nông dân không được thảo luận. Đánh giá về công tác quản lý đất đai trong 2 năm 2016-2017 tại các tỉnh, thành phố phía Bắc, Tổng cục Quản lý đất đai cho biết công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư vẫn còn nhiều bất cập, chiếm 70% số vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai. Theo báo cáo của Chính phủ, năm 2011 có khoảng 82% đơn khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực đất đai, nhà ở. Năm 2012 là 89%, năm 2013 là 60,9%, năm 2016 là 70%. Còn theo báo cáo của Tòa án Nhân dân tối cao, các vụ án hành chính quyết định về đất đai chiếm 74,6%, tranh chấp dân sự chiếm tỷ trọng lớn là tranh chấp đất đai. Theo nhiều chuyên gia, đất đai từ lâu đã trở thành vấn đề nhức nhối trong xã hội. Nguyên nhân sâu xa là do từ lâu, đất đai chưa bao giờ được xem là tài sản thực sự của người dân. Một trong những cái quan trọng nhất là công nhận quyền tài sản trên đất của nông dân. Khi có quyền tài sản thì nông dân người ta chủ động hơn và người ta có quyền thực sự, có tiếng nói khi mà nhà nước muốn thu hồi đất thì phải đảm bảo quyền tài sản cho tôi, có nghĩa là tôi có quyền đồng ý hay không đồng ý, tôi có quyền đòi cái giá bồi thường theo cái định giá của tôi về cái tài sản của tôi. Khu đất rộng 3 hectare này được ông Nguyễn Đình Dự tự thỏa thuận và thuê lại của 14 hộ dân ở thôn Niên Nội vào đầu năm 2017. Giá thỏa thuận giữa ông và các hộ dân ở đây là 1,2 triệu đồng một sào một năm, thời hạn thuê đất là 5 năm. Có được diện tích lớn như mong muốn, ông Dương đầu tư canh tác ổi Đài Loan mang lại thu nhập lên đến hơn 100 triệu đồng mỗi năm. Dù rất mong muốn mở rộng diện tích và thời hạn thuê đất, thế nhưng ông Dự không thể thực hiện do nhiều hộ dân trong khu vực này không đồng ý cho ông thuê đất với thời gian dài hơn. Diện tích của Đồng Quang nói riêng mà quốc ngoại cũng như là của toàn quốc ấy, diện tích nông nghiệp nó rất nhiều nhưng mà tích tụ để mà làm thành mô hình lớn thì cực kỳ khó. Đấy. Thì nếu không được chính quyền mà giúp đỡ đứng ra để giải phóng có cái mặt bằng sạch ấy, thì người dân tự làm là vô cùng khó. Một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương được tiến hành trong 5 năm ở 3 tỉnh của khu vực đồng bằng sông Hồng là Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình. Có tới gần 50% số hộ được khảo sát ở 10 xã thuộc 3 tỉnh này thể hiện sự lo lắng khi cho thuê hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp. Tuy nhiên, có tới trên 90% các hộ dân này thể hiện nguyện vọng sẵn sàng cho thuê lại ruộng. Vấn đề là những đối tượng có thể thuê hay nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tích tụ hay tập trung ruộng đất lại không nhiều. Điều đó khiến cung vượt cầu và làm cho quá trình tích tụ, tập trung ruộng đất diễn ra chậm so với kỳ vọng. Mà bây giờ chúng ta vẫn tiếp tục còn hạn điền, vẫn tiếp tục còn cái thời hạn sử dụng đất. Tôi cho là kể cả thời hạn sử dụng đất chúng ta xóa đi. Và để cho người nông dân có đất giống như đất ở. Nông dân Võ Quan Huy hay còn gọi là Út Huy Long An đã quá nổi tiếng bởi ông là người nắm giữ 1.000 hectare đất nông nghiệp trải dài từ miền Tây lên miền Đông Nam Bộ và cả Tây Nguyên. Tuy nằm giữ diện tích lớn, nhưng ông Huy cũng không dám đầu tư nhiều do phải nhờ nhiều người khác làm chủ hộ các thửa đất của mình. Bởi theo quy định về hạn điền, ông không được nhận chuyển nhượng vượt quá 33 ha. Ông Huy là khách mời của rất nhiều cuộc đối thoại, hội thảo, hội nghị được Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức để nêu lên những tâm tư nguyện vọng của mình.
Và cũng như mọi lần, chủ đề được ông nhắc đến đầu tiên khi phát biểu tại hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 là câu chuyện đất đai. Hãy đổi mới chính sách đất đai để cho có điều kiện là công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành nông nghiệp Việt Nam. Điều này đã được nói nhiều trong các cái bài phát biểu trước đây, nhưng mà về cá nhân chúng tôi thì nó cũng có một cái vướng. Các quy định về hạn điền như đồng bằng sông Hồng không quá 22 ha một hộ, đồng bằng sông Cửu Long không quá 33 ha một hộ và quy định chuyển đổi trên 10 ha đất lúa phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ. Dưới 10 ha xin ý kiến Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đang là một rào cản các chủ thể tiếp cận quỹ đất nông nghiệp để sản xuất. Thì họ bằng cách là nhờ cái những hộ dân ở địa phương đó để đứng tên để làm cái việc để tích tụ đó. Thế do vậy là họ không yên tâm để họ đầu tư sản xuất. Biết đâu hôm nay nhờ được nhưng ngày mai có thể là họ lại không đồng ý. Chúng ta có thể thu hẹp đi các loại đất, ví dụ như chỉ nói là đất nông nghiệp. Thế nếu như họ sử dụng phục vụ nông nghiệp thì cái việc đó sẽ tự do chuyển nhượng giữa các cái nhu cầu, những người có nhu cầu, miễn là họ sử dụng đất đó vào mục đích là sản xuất nông nghiệp. Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10, nhiều đại biểu cho biết 10 năm thực hiện nghị quyết Tam Nông, dù chính sách đất đai đã có nhiều thay đổi theo hướng tạo điều kiện cho tích tụ và tập trung dụng đất, tuy nhiên trên thực tế, các chính sách này vẫn chưa phát huy được nhiều tác dụng. Những vấn đề tích tụ, tập trung dụng đất, đây là một vấn đề thách thức đang rất khó khăn ở nông thôn. Cần phải đã có kết luận của Bộ Chính trị, nhưng cần phải thể chế hóa và cụ thể hóa trong nghị quyết để tổ chức thực hiện vấn đề này. Bởi vì tích tụ tập trung dụng đất thì mới có cơ hội cho hợp tác xã, cho doanh nghiệp, có cơ hội cho khoa học công nghệ và có cơ hội cho nguồn lực tiền dùng hỗ trợ vào đây và chúng ta có sản phẩm tốt để chúng ta xuất khẩu trên thị trường. Theo nhiều chuyên gia, để quá trình tích tụ và tập trung dụng đất của các chủ thể ngoài nhà nước được diễn ra thuận lợi hơn, chúng ta cần xem xét ban hành quy định xem đất đai như là quyền tài sản của người dân, để người dân có thể tự do định đoạt khi tham gia nền kinh tế, đồng thời nên để đất đai vận hành theo cơ chế thị trường. Rõ ràng là tiếp cận đất đai, tích tụ đất đai, chuyển mục đích sử dụng vẫn còn rất nhiều vướng mắc. Thì nhìn chung mà nói thì tài nguyên, kể cả đất đai, kể cả vốn liếng, kể cả khoa công nghệ đều cần phải thị trường hóa, kể cả lao động nữa. Nhưng mà trong đó đấy thì nổi bật đến vấn đề đất đai. Mà chúng ta dùng dự án để chúng ta thu hồi đất của dân thì sau một thời gian là người dân mất tư liệu sản xuất. Nhưng mà nếu không thu hồi thì lại không có tư liệu để phát triển hàng hóa quy mô lớn. Thì một số nước như Nhật Bản thì người ta cũng đã có cái luật nông dân cho thuê lại đất nông nghiệp để đảm bảo để cho cái việc mà tích tụ ruộng đất, nhưng mà người nông dân vẫn không mất đất. Thì đây cũng là một cái hướng để chúng ta nghiên cứu. Cái tồn tại mà các đồng chí nêu, mà Thủ tướng cũng như Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết này tiếp thu, đó là luật đất đai 2013 có những tác động tích cực. Tuy nhiên chính sách giao đất bình quân khi đất nông nghiệp trở nên manh mún, quy mô nhỏ, khó thể cơ giới hóa, hiện đại hóa và tiến hành thực hiện nền sản xuất lớn. Người ta bảo là quy mô trang trại của Việt Nam là nhỏ nhất khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Mà chúng ta một đất nước như vậy có mười mấy triệu mảnh ruộng vườn khác nhau, khó có thể sản xuất lớn. Những vườn cây bị cơ quan chức năng địa phương chặt phá vì trồng trên đất lúa. Thanh long, cam, bưởi, vân vân. Mấy năm về trước, nhận thấy hiệu quả cao gấp hàng chục lần cây lúa. Tại một số địa phương, người dân đã tự ý đưa cây ăn quả lâu năm ra trồng trên những chân ruộng xấu. Nhưng do vi phạm quy định về quản lý đất lúa, nên không ít diện tích đã bị chính quyền địa phương chặt phá không thương tiếc. Trong khi, tại không ít địa phương, hàng nghìn hecta ruộng hài lúa vẫn bị bỏ hoang do hiệu quả thấp. Những bất hợp lý này đã tồn tại hàng chục năm qua, phần nào đã bóp nghẹt sức sản xuất của nông nghiệp nước ta. Nhận thấy vấn đề này, ngay trong chuyến công tác đầu tiên vào đồng bằng sông Cửu Long trên cương vị Thủ tướng,
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo cần tạo điều kiện để người dân chuyển đổi sang nuôi trồng cây con khác có hiệu quả cao hơn thay vì buộc phải trồng lúa hoặc bỏ lúa. Hôm nay, tinh thần ấy đã được Ban Kinh tế Trung ương chính thức đưa vào đề xuất lên Trung ương Đảng. Tại hội nghị tổng kết nghị quyết Tam Nông sáng nay, Ban Kinh tế Trung ương đã đề nghị điều chỉnh chiến lược an ninh lương thực quốc gia, có chính sách phù hợp để hàng năm sản xuất từ 35 đến 40 triệu tấn lúa, làm nòng cốt bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, đồng thời tạo điều kiện cho nông dân sử dụng linh hoạt đất nông nghiệp, bao gồm cả đất lúa, để đạt thu nhập cao hơn. Giai đoạn 2020-2030, chúng tôi đề nghị cho phép chuyển đổi 400 đến 500.000 hectare đất trồng lúa sang trồng các cây trồng khác có hiệu quả cao hơn, làm đất chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp và dịch vụ nông thôn. Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị Chính phủ tạo điều kiện thuận lợi về chính sách và hạ tầng để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng miền, hình thành các vùng sản xuất cây trồng hàng hóa tập trung, ổn định, quy mô lớn. Bên cạnh đó, rà soát lại quy hoạch, chuyển đổi những diện tích trước đây đã quy hoạch là đất lâm nghiệp nhưng trên thực tế không có rừng, sang làm đất sản xuất nông nghiệp hoặc nông lâm thủy sản kết hợp. Nhiều chuyên gia nông nghiệp và trồng trọt tham dự hội nghị đã đánh giá rất cao đề xuất này. Đây là một tín hiệu mà cụ thể hóa của cái việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, chuyển từ số lượng sang chất lượng, mà cái đích cuối cùng là tăng cái thu nhập trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người nông dân. Đó là cái bước đột phá trong tư duy. Việt Nam hiện còn 3,8 triệu hectare đất lúa hai vụ. Sản lượng năm 2017 lên trên 40 triệu tấn lúa, là quốc gia xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới gần 30 năm qua. Nhưng đã có thời điểm hàng chục nghìn hectare đất lúa bị bỏ hoang do sản xuất kém hiệu quả, thậm chí nông dân còn thua lỗ. Hội nhập với kinh tế thế giới, chưa khi nào cơ hội xuất khẩu nông sản, đặc biệt là rau quả nhiệt đới lại thuận lợi như bây giờ. Và để làm được điều này, chính sách phải đi trước. Cùng với đề xuất ban hành Trung ương Bộ Chính trị về sửa luật đất đai, tích tụ dụng đất thì vấn đề chuyển bớt một phần diện tích đất lúa trên cơ sở đảm bảo an ninh lương thực. Anh trồng sầu riêng này, anh trồng ổi này, anh trồng cam này, những vùng đó thì cái năng suất rất lớn của người nông dân. Khi cần thiết cái năng suất lúa có ảnh hưởng gì đâu. Từng địa phương làm cái này. Định hướng giai đoạn tới, những kết quả tích cực của chương trình nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 tiếp tục được phát huy và nhân rộng trên toàn quốc. Mà coi đó là một cái chỉ tiêu được cấp ủy chính quyền cũng như là chính phủ rất quan tâm, đó là xây dựng nông thôn mới. Chúng ta đã có 42% số xã xây dựng nông thôn mới thành công và có đến 58 huyện nông thôn mới trong cả nước. Thì cái này thì và cái điều này phải được tiếp tục triển khai mạnh mẽ thời gian đấy. Khắc phục triệt để những yếu kém còn tồn tại, thu hẹp khoảng cách giữa các vùng miền, giữa nông thôn và đô thị, kết nối đồng bộ nông thôn, đô thị và kết nối liên vùng, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường nông thôn. Trong đó có việc là cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh mạnh mẽ hơn nữa để thu hút được. Không làm sao mà có mấy phần trăm đầu tư vào nông nghiệp cái này là làm sao mà có thể phát triển được? Không, nông nghiệp Việt Nam không có doanh nghiệp, không có hợp tác xã bất thành công. Kết quả thành tựu là to lớn, nhưng tồn tại bất cập còn rất nhiều, thậm chí rất nặng ở số khía cạnh. Và thời gian tới, xác định nông nghiệp thế nào, nông dân thế nào, nông thôn thế nào, để từ đó tham mưu kiến nghị Trung ương có chủ trương tiếp theo. Một nền nông nghiệp hữu cơ, một nền nông nghiệp sạch là định hướng quan trọng của nông nghiệp Việt Nam, phải được quán triệt từ Trung ương đến địa phương để mọi người dân trên thế giới này, mỗi 100 triệu dân trong nước này yên tâm về cái sản phẩm mà do mình lập ra. Trong chỉ đạo và thực hiện, cần sử dụng các nguồn lực đạt hiệu quả cao nhất, phát triển toàn diện ở mọi lĩnh vực, các cấp, các vùng miền, phát triển đi đôi với bền vững về môi trường, đứng vững trước những biến động về thị trường và biến đổi khí hậu.